Lắm rồi, không ăn mì Bạch Tiện các bạn ha. Hôm nay đi ăn nè, quận 5, Trần Hưng Đạo các bạn. Tô này có giá 68.000 đồng thôi, 68.000 đồng cho khuyến mãi nha. Nhìn khá là ngon nè. Xem miếng vịt nè, đảo quá trời không. Nguyên cái đùi gốc tường luôn các bạn ha. Có thêm cái phần đu đủ sa tế, vịt tiêm và vịt chiên. Khách đông lắm. Phía trước mặt, phía sau lưng đều đông. Và đây là cây cầu Hiệp Ân nằm trên đường Nguyễn Duy, quận 8 các bạn. Tối hôm nay trăng rất đẹp ha, bên góc tay phải. Từ đây chúng ta sẽ chạy về cầu Nguyễn Tri Phương. Và đây là cầu Nguyễn Tri Phương. Chúng ta chạy xuống cầu và sẽ quẹo phải vào đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Từ xa xa chúng ta thấy bao rét dim sum ha. Hôm bữa mình đến đó ăn cái phần lẩu khá là ngon các bạn. Rồi chúng ta quẹo phải vào Trần Hưng Đạo nha. Chạy thêm chút xíu nữa thì quán mì Bạch Tiềm nằm bên phía tay phải. Và đây chúng ta tới nơi nha, Hào Ký Mì Gia. Các bạn, hiện tại là khoảng hơn 7 giờ tối, ngày 6 tháng 4 2023. Đây đối diện là số 70 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Tối hôm nay chúng ta đến đây ăn mì Bạch Tiềm nha. Hào Ký Mì Gia đang giảm giá 20%. Bạn Phát Mèo của mình khen ngon các bạn, bạn Eri Trần cũng khen ngon luôn. Ở đây địa chỉ là 49B Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5 nha, Hào Ký Mì Gia. Người quản số điện thoại 0707349730. Bây giờ chúng ta vô trong nha, khá đông. Mình sẽ vô thẳng bên trong là xin phép rồi. Họ dành dễ nói chuyện. Anh vô trong luôn ha. Ok. Đông quá, đông quá. Anh xin phép vô trong nha. Ok. Chỉ quay cái lúc mà đổ nước vô thôi. Wow. Rồi, một cái tiền, một cái chiên. Dạ. Tắt cho mình cái phần đó được không? À, cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều. Dạ. Tại nó ồn quá. Xin lỗi nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Cái này là chiên ha. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ nha mình? Dạ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. Ok. Rồi đi luôn cái bá đồ chiên luôn cơ. Trước kia mình bán số 34 Trần Hưng Đạo ha. Chị chỉ có qua đây. Ok, cảm ơn nhiều. Ở đây có sủi cảo nữa, bữa nào có sủi cảo. Mình nhìn trong cái được không? Ok, có cái chục mì thôi. Ở dưới thòn dành là gì? À. Thòn dành đó. Bánh chiên trong chưa kìa. Cái màu bây giờ nó bắt đầu nó đen lên rồi ha. Cái vịt mình có ướp ngũ vị hương hay gì không Diêm? Cho nên chi cái dầu nó sẽ lên màu nhanh. Nửa lem nó ướp lắm, tới 2-3 giờ mấy mà cũng giờ đâu. Ồ vậy hả? Cái trong cái mì Bạch Tiềm cái nước lèo lại với bỏ cái thảo dừa là chủ yếu là loại gì vậy? Bỏ thuốc bắc là nhẹ lắm, bỏ chút xíu thôi. Bỏ chút xíu thôi ha. Nhiều người ăn thuốc bắc á. Dạ.
Rồi. Dạ. Mình mua một ngày rằm vẫn bán hả? Rồi, mình đi ra luôn. Ca diễn nghe rồi. Rồi, thôi chị. Rồi, đổ vô. Đây hai tô của mình chặt quá. Này hai cái chim ha. Rồi, một chim, một tiền. Còn cái súng rồi, bây giờ tới một chim, một tiền ăn đây á. Okay. Rồi đi ra ngoài. Rồi. Đang khuyến mại. Rồi, anh xin lỗi. Cái thực đơn của người ta. Tôi xin lấy cái thực đơn nha. Hơi gió nha. Ok, biết rồi. Đây chủ yếu là cái đu đủ bia tư. Này sa tế, ớt sắc. Ớt, từ ớt sử dụng loại gì mình? Kéo cái chai qua đây. Mê Công hả? Ok. Dùng hàng của Mê Công. Rồi, cho anh xin cái thực đơn rồi để lại mình ta quay. Đây cái tô nha. Rồi cái này là cái đùi vịt chiên. Chụp hình đã xong ăn sao. Rồi chụp hình ra đó. Tiền đó đến các bạn ha, 68.000 đồng cái phần đây nè, nguyên cái đùi gốc từ xoay vòng nó mình. Sau này cũng dạng chiên quá vậy ta, thấy giống chiên quá vậy, xóc cái cọng mì lên luôn. Thì nóc hơi trơn, cọng mì giống mì trứng rồi. Ở đây có hành lá với lại có cải ngọt. Rồi cái giá 68.000 đồng là một giá được khuyến mãi. Bên đây là cái phần bịch chiên công tư. Cầm cái tay lên được không? Bỏ xuống đi, bỏ cái máy xuống đi. Lấy tay xoay dọc đó. Xoay nóng, nóng. Nóng rồi, nóng bỏ lại rồi, ok, được rồi, được rồi, ok, được rồi. Ở đây cái tô bên trên, rồi có hành lá luôn. Có thêm một cái nấm đông khô. Rồi. Đủ đủ gì à, sạch bế nha, rồi ăn thôi, xem thế nào. Nhưng mà có cảm giác là nó giống như đồ chiên, giống như là đồ tiềm quá. Cái đồ bịch tiềm này nè. Xăm bông cúc hả? Ngon không? Lá hán quả ngon. Ủa, như vậy? Vậy là cuối cùng là bông cúc hay lá hán quả? Xăm bông cúc, lá hán quả nó chung. Ok, chung chung. Bị ngọt vừa phải hả? Ừ, ngon, không lắm. Ngon lắm hả? Cái bị lá hán quả chắc chắc xíu á. Đó là okay. Nó nhẫn nhẫn, rất ngon lắm. Thì mình đã ăn một phần mì bịch tiềm các bạn ha. Đầu tiên mình nhận xét cái phần bịch thực sự là ngon. Vịt tiềm các bạn nha, nó sẽ là thơm béo tươi. Mình thích cái phần vịt tiềm này, cái cọng mì dai các bạn. Riêng với cái phần nước lèo á, thì cái nước vịt tiềm này nó đi theo hướng là thanh, tuy nhiên cái mùi thảo dược ít quá, nó không có lên được cái mùi các bạn. Mình ăn nhiều tiệm thì cái phần nước lèo này nó sẽ đậm hơn, nó thơm hơn. Về cái giá cả 68.000 đồng hiện tại rất là ổn luôn. Nếu các bạn thích ăn nhẹ nhàng các bạn cứ qua đây thử nha. Ở đây phần sa tế là cay, cay thơm lắm, có mùi tỏi. Đu đủ thì chua, chua chua ngọt ngọt nha. Riêng về cái phần gọi là bịch chiên á thì nó cũng ngon, tuy nhiên nó sẽ hơi bị khô chút xíu các bạn. Và so sánh trực quan giữa cái này gạch vịt chiên với lại vịt tiềm, vịt tiềm ngon hơn. Vịt tiềm ngon hơn, các bạn vịt tiềm nha. Tương thơm nè. Tương là một điểm nhấn luôn á. Ok, và ở đây là cái vị ngọt, tuy nhiên nó hơi có cay cay, nó thơm mùi tỏi. Nhân viên rất là dễ thương. Và với cái giá 68.000 đồng để mình hỏi họ coi họ duy trì tới bao lâu. Một lần nữa thì cái nước lèo, nước vịt tiệm ở đây đối với mình là mức độ ổn các bạn nha, chứ không có xuất sắc gì hết. Không gây hương nhớ. Đúng không? Họ đi về hướng thanh. Thanh. Thanh quá, thanh đạo cái gì. Đúng rồi, nó không nghe được cái mùi của thảo dược để lên được cái mùi tiệm á. Vẫn là ngon. Nói chung cái nước lèo nó ngon nhưng mà không lên được cái mùi thảo dược, cái mùi nó đậm hơn chút xíu, nó ngon hơn. Nói chung là bỏ cho một vị thôi. Nhưng mà không, vịt tiềm thì thực sự là ngon nha. Ở đó ổn luôn. Không biết bán tới bao giờ 68.000 đồng. Đây mình quay cận cảnh hơn nha, cái phần góc tư. Em cho hỏi là cái bán 68.000 đồng bán tới bao giờ em hả? Cái giá 68.000 đồng bán tới bao giờ? Giá là tụi em bán giá này luôn á. Còn trên nếu mà anh đăng trên app thì 85. Nhưng mà bán em có dự định là báo tới bao giờ không? Hết năm nay không? Chưa biết hả? Ok, cảm ơn em nhiều. Rồi. Ô dịch ổn quá chứ luôn á. Cái phần này là ổn lắm luôn á. Với cái giá này á.
Đây nếu mà giữ 68.000 đồng, đây sẽ là một chỗ nơi bán thì bì vịt tiệm gần như là rẻ nhất cái Sài Gòn với cái đồ gốc tư các bạn nha. Rẻ mà ổn nha. Ổn, rẻ mà cái phần vịt tiệm thực sự ngon. Các bạn nhớ nha, vịt tiệm nhau với vịt chiên nha. Có rồi. Vịt tiệm là rẻ hơn nữa nhưng mà nó không ra vị, đúng rồi. Ok. Rồi tập trung ăn hết luôn. Cái đũa gắp rất là khó luôn. Ừ đúng rồi, có một cái điểm trừ mà không thích đó chính là cái đũa. Cái đũa inox nó rớt hoài các bạn. Đi đâu mà gặp cái đũa inox này mới được ghét. Đũa inox á nó trơn tuột như ăn mì, nó tuột hết luôn. Rồi thôi ăn hết thôi. Thì mình ăn hết các bạn ha. Lưu ý chút xíu là trong cái đùi bịch tìm á có một cái đoạn bên trên, không biết là có phải nó không có thấm nước hay không, mà nó lại không có được mềm. Nó sẽ hơi giống như kiểu dạng bịch chiên. Còn toàn bộ cái phần là nãy em hai miếng mình ăn á, ăn rất là ngon. Cũng là cái phần đùi này, cái phần bên đây nó lại mềm ngon. Đấy, còn cái phía bên kia nó lại khô lại. Không hiểu tại sao. Không biết có phải là do cái miếng nó nằm bên trên hay không. Mình ăn xong các bạn ha, đây chính là cái phần mì vịt tiềm chiên hiện tại có giá 68.000 đồng. Mì vịt tiềm má đùi các bạn nha. Còn cái phần đặc biệt sẽ có là vịt xá xíu và sủi cảo cũng 68. Mì vịt đùi thường có giá 50 thôi. Như vậy ở đây sẽ có phần sủi cảo nè, 42.000 đồng. Bữa nào mình sẽ qua ăn sủi cảo thử coi. Có mì xí quách giá 42.000 đồng. Đó. Mì thập cẩm 42.000 đồng luôn, giá dễ ăn. Hết chưa ta? Rồi mì xá xíu của 42 luôn. Rồi mũ sai rồi. Tổng quan là tôi đưa nó giá hơn mềm. Giá được mềm, giá được mềm. Di chuyển qua. Nước. Nước hả? Ở đây coi coi má đùi tìm chiên thêm là 55. Thường đùi phần má thêm 35. Đùi gà chiên thêm 30, xíu ít thêm 20-30. Nấm đông cô thêm 5.000-10.000. Thập cẩm thêm 20-30, sủi cảo thêm 1 viên 8.000 đồng. Ở đây bông cúc la hán quả là 15, chanh dây tươi 12, tắc ép tươi 12, trà đá 2.000 đồng, nước ngọt 15, nước suối 8, khăn lạnh 1.000 đồng các bạn. Ở đây có một vắt mì hủ tiếu 4 gạo là 8, hai vắt mì thêm 15, rau đu đủ thêm là 3.000 đồng nha. Rồi ok. Đây là góc đường của Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo các bạn, KFC ha, 1900-6886, lâu lắm rồi bây giờ vẫn vậy luôn. Cho thuê, KFC phải bỏ chạy. Có thể là giá mặt bằng cao quá. Và đây là đường Đinh Tiên Hoàng, quận nhất ha. Rồi, chúng ta quẹo phải vào đường Điện Biên Phủ. Tới đây, quẹo phải vào đường Phan Kế Bính. Chạy thêm chút xíu nữa các bạn, quán cà phê nằm bên phía tay trái nha. Số 10 Phan Kế Bính, quán cà phê nằm ở lầu 2 và lầu 3. Đây chúng ta tới nơi. Và hiện tại là khoảng độ 8 giờ tối các bạn ha. Ăn mì vịt tiềm xong, mình chạy đến đường Phan Kế Bính số 10 nè. Ở đây có một quán cà phê đẹp, nhỏ. Quán cà phê nằm trên lầu nha, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi vô. Quán cà phê này có tên là Su. Su Cà Phê. Mở cửa từ 8 giờ sáng tới 11 giờ tối, số điện thoại 0899312386. Mở cửa từ thứ hai tới chủ nhật nha. Cái cầu thang nhỏ thôi các bạn. Lên tầng 2 và tầng 3. Và đây chúng ta lên tới nơi ha, cửa gỗ mở ra.
Đây là cái quầy cà phê nè, chỗ lấy order. Tường gạch, cái màu sắc ấm cúng các bạn. Đây là không gian có máy lạnh các bạn nha. Không gian vừa bên ngoài, bây giờ chúng ta nhìn bên trong trước đã. Có cái kệ sách nữa kìa. Qua tới đây là một số món bánh, nhìn khá là ngon à. Tiếp tục chúng ta thấy cái giá thức uống nha. Chủ yếu mình quan tâm về cà phê. Cà phê đen 40, cà phê sữa 50 các bạn. Mình gọi cà phê latte nha. Nhân viên ở đây rất lịch sự. Máy lạnh mát. Và như chúng ta thấy ha, không gian bên trong ở đây có đặt được 3 cái bàn. Trong đó có một cái bàn lớn, có thể ngồi được 6 người. Có thể ngồi đây làm việc nè. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ra bên ngoài. Để mình mở cửa ra nha. Và đây là phía bên ngoài các bạn ha. Hiện tại ở Sài Gòn vào thời điểm này ở ngoài tương đối là nóng các bạn. Vẫn còn nóng nha, trừ khi chúng ta chạy xe máy mới có gió nó mới mát thôi. Ở đây mình gọi một ly cà phê latte. Có thêm một cái bánh quy nữa nè. Cà phê latte thơm các bạn, vị béo nhẹ của sữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cầu thang chút xíu ngay chỗ này. Đây các bạn, mình đã lên trên nha, cùng nhìn xuống một lần nữa. Nhìn về hướng bên kia, cà phê thứ 7. Đây là một cái góc khá là đẹp, tuy nhiên có một bạn ngồi rồi. Ở trên đây cũng có một cái góc khác nữa. Mình nghĩ là vào cái mùa khoảng độ tháng 12 tới tháng 1 nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là mùa mưa sau những cơn mưa thì chỗ này sẽ mát hơn. Chứ còn hiện tại thì sự mà nó cảm giác nó hơi bị nóng. Đây là cái số tiền nè các bạn. Ở đây phân khúc giá tương đối là cao nha. Cà phê latte có giá 60.000 đồng. Rồi Japanese filling, cái loại thức uống bên kia có giá 60.000 nữa. Giá hơi cao. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.